Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2011. Có một câu kinh Pháp Cú rất là hay, mình đọc cho các vị nghe trước thì chúng ta chép câu kinh này học. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đây là bài kinh có một cái nguyên nhân xuất hiện như thế này. Tức là có một cái duyên khởi, đó là tại thành Xá Vệ có một người thanh niên rất là giàu có. Một hôm ông đi coi người ta diễn trò, tức người ta làm xiếc ở ngoài đường á. Ông thấy cô gái kia cũng rất là hay. Cô đi trên cái dây treo lững lơ trên trời mà cô đi rất là thăng bằng, từ bên này đi qua bên kia, rồi cô nhào lộn lên không trung và rất là nhiều cái trò nó đẹp làm sao, và cô gái thì cũng dễ thương. Và anh chàng tới nói với người chủ gánh của gánh xiếc kia xin cưới cô gái, tại vì anh rất là giàu. Ông chủ cười ngắt, nói chú có biết không, đó là người duy nhất, sáng giá nhất trong đồng xiếc của ta. Anh mà cưới cô gái đó về thì ta có dẹp tiệm cái đồng xiếc cho rồi. Điều thứ nhất là đó là nhân vật quan trọng làm thành sự sống cả một đời. Gánh xiếc của ta rủi rong khắp đất nước này là nhờ cô con gái đó. Điều thứ hai, cô là con ruột của ta. Điều thứ ba, ta nghĩ rằng không có lý do gì ta gả cô con gái cho ngươi. Dù ngươi có chồng đầy châu báu bạc vàng, ta cũng không thể. Thứ nhất là gia đình ta đã nhiều đời làm cái trò này rồi, tức là làm xiếc rồi, cho nên cái niềm yêu mến nghề không có cách gì cắt được đời sống ta đâu. Nếu ngươi thương cô gái và ngươi muốn làm rể ta thì thôi, ngươi theo ở rể đi. Tức là thay vì cưới cô kia thì anh chàng này phải để cho cô kia cưới, bỏ tiền ra cưới cô gái mà lại phải đi theo để làm trò trong gánh xiếc. Nhưng mà chúng ta thử hình dung là những người luyện tập để có thể được đi trên cái cọng dây cao nửa lưng trời, thăng bằng không ngã. Người có thể nhào lộn nên không trung mấy vòng rớt xuống đất không sao. Người ta phải tập luyện vô cùng khó khăn và có khi tập từ bé. Có phải vậy không? Cái chuyện giản dị là ông thầy tu, thưa các vị, tập bao nhiêu lâu để làm được ông thầy tu, các vị có biết không? Ăn hết cơm hết gạo của nhà chùa mới tán được một bài lư hương xà nhiệt. Nó không dễ đâu. Các Phật tử thấy quý thầy tán rồi ê rồi a, tưởng đâu cái chuyện đó là cái chuyện dễ làm, nhưng mà không. Bản thân tôi, thưa các vị, tôi cũng tụng thường thôi, chứ còn lư hương xà nhiệt tán theo tiếng tan tiếng đẩu thì đừng có hòng, làm theo không được. Phải là người tập tành từ 5-10 tuổi đi vô chùa. Cho nên mình thấy các thầy tán tụng thôi mình đã phục lăng rồi, chứ chưa nói làm cái chi thêm. Thế thì ta hình dung lại là cái chuyện đi trên dây đâu phải chuyện đùa. Thế rồi anh chàng này vì đam mê cô nàng quá cho nên đành lòng phải đi theo gánh xiếc thôi. Đi theo thì làm cái chi? Chỉ làm công thôi, thưa các vị. Người ta thì bài trò giữa thiên hạ, còn ảnh thì thu dọn, đẩy thùng, đẩy rương, làm người sai vặt. Thế rồi 2 năm sau có được đứa con. Mỗi lần con nó kêu bố, hoặc là mỗi lần chỉ đùa, chỉ gọi kia kia, bố của My là tên dọn thùng. Tức là cái tên sai vặt ở trong gánh xiếc mà thôi.
vòng gói một lần thì còn tha được. Đằng này chỉ cứ trêu ảnh rất là nhiều lần như thế thì các vị hình dung là cái tự ái của con trai nó đâu có vừa. Cho nên ảnh nói thôi, một đó là cô nàng phải sửa cái cách cư xử lại, thứ hai là chúng ta thôi nhau thôi. Nói như cô nàng cười ngất đó, anh nhìn lại bản thân anh coi, anh là gì? Anh có phải là cái tên say vặt ở trong cánh xiếc này hay không? Tôi chưa chửi vào mặt lòng ai. Và anh cảm thấy tủi hổ vô cùng, cả anh nói, được rồi, tôi hứa với nàng là 3 năm sau tôi sẽ trở thành một người lỗi lạc và tôi sẽ thành lập một cánh xiếc y như cô nàng. Thế là anh bỏ đi, anh bắt đầu luyện tập. Con người kia phải luyện tập vô cùng cay đắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể làm được một cái điều như cô nàng kia. Và anh tự hào rằng tài nghệ của anh sẽ hơn cô con gái kia. Và 3 năm sau anh dựng một gánh xiếc đàng hoàng và tới chỗ cái sân trường của ta đang biểu diễn, anh lập một cái sân trường y như thế. Và anh tính chắc ăn là chuyến này mình làm cho nó lợi gan, lấy lại cái danh dự mình đã mất. Nhưng mà thưa các vị, rủi ro thai đó là ngày đó Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua cái thành phố đó, người ta dẫn nhau tới để coi ảnh xiếc. Tất nhiên là ảnh dán bản quảng cáo, ảnh phát flyer đồ rất là rộng. Không biết anh có mướn người không, nhưng mà ảnh dán đầy đường đầy phố để quảng cáo về cái buổi xiếc đấu tài là như cái gánh xiếc cũ của cô gái kia. Nhưng mà cái điều mình nói đây rủi ro và cũng là cái duyên mai, đó là Đức Thế Tôn ôm bác và cả một tăng đoàn 1250 tỳ kheo khất thực ngang qua cái nơi hậu trường đó. Và hình ảnh Đức Thế Tôn đẹp một cách kỳ lạ, trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ như một vùng hào quang chói sáng. Và tới cái sự xuất hiện Đức Thế Tôn đi ngang qua rồi thì coi như là mọi người đang đợi ảnh diễn trò tự nhiên quay lưng lại với ảnh. Ảnh đang sửa soạn nhào lộn lên không trung, ảnh sửa soạn leo trên dây ảnh đang đi, rồi không ai buồn nhìn ảnh hết. Người ta quay là ta nhìn Đức Thế Tôn và nhìn tăng đoàn chiêm ngưỡng đầy hỷ lạc. Và các vị hình dung coi là 1250 vị tỳ kheo cùng với Thế Tôn mà khất thực dừng lại từng trước cửa nhà người, rồi đi thông thả tĩnh tại. Thì các vị hình dung có một đoàn người như thế đi ngang mất bao nhiêu tiếng đồng hồ vậy? Hết thì già là còn đâu mà diễn trò. Cái điều thứ hai nữa là cái niềm hưng phấn của người ta cũng không còn thích để coi cái chuyện xiếc của anh, làm trò của anh. Điều thứ ba, tự thân anh thấy tự nhiên là chùng xuống. Cái nỗi thất vọng lớn lao đó là mình đã mất 3 năm tập luyện vô cùng cay đắng, đổ mồ hôi, chết lên chết xuống, mỗi một lần té là gãy xương như chơi, để mong rằng có một ngày chiến thắng với cái người vợ đã sỉ nhục mình. Thế nhưng mà cuối cùng cái ngày tranh thắng bại, tức là khi mà sửa soạn lấy cúp vàng trong cái buổi túc cầu cuối, nó đổ vỡ ngang vậy đó. Cái anh thấy tự nhiên là cái nỗi thất vọng nó tràn đầy trong tâm thức. Và cái duyên lành lớn đó là tự nhiên anh giác ngộ được một điều, đó là mọi thứ nó đều rất là phù du. Cái anh tên quỳ trước Đức Thế Tôn, anh khóc, anh bạch Thế Tôn, cuộc đời con đã từng như vậy, rất là khổ sở. Con đã đầu tư năng lực của đời con 3 năm để học cái nghề này, thành công rồi bây giờ cuối cùng con cảm thấy nó rất là phù du. Xin Thế Tôn thương con, dạy cho con một bài pháp. Và thưa các vị, là anh chàng này cái duyên lành rất lớn, cho nên Thế Tôn mới bỏ lòng từng mẫn dạy cho anh một điều, đó là đời sống này nó giống như anh làm trò hỏi đó. Giống như anh đi trên đường dây đó, lắc lư qua lại. Và thưa các vị, cái câu nói rất là hay. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn mới dạy cái bài kinh này, tức là vui với cái hành của người tu tập rất khó, và tại gia sinh hoạt để điều phục được đời sống để làm cho hạnh phúc con người không phải dễ, phải không? Rồi sống với bạn mà không có tương hợp, không có tâm đầu ý hiệp, khó hay dễ? Cảm nỗi chịu đựng, chịu đựng cả đời. Rồi gì nữa, trôi lăn trong luân hồi, thưa các vị, khổ vô cùng. Rồi câu cuối cùng là thôi, anh đừng có trôi lăn trong cõi luân hồi nữa. Anh làm trò nhiều lắm rồi, có được chút danh, có được chút tiền, thế nhưng mà rồi
hình hài ngàn vàng của anh sơ sẩy là nó rớt xuống là chết, đi trên đường dây mà đông đưa trên đó. Thưa các vị, rõ ràng là treo cái mạng sống của mình để thách thức với cái chết, là thách thức với cái chết để làm cái chi? Kiếm được vài đồng để sống, kiếm được một chút danh để người ta khen, người ta khen rồi làm cái chi nữa? Thưa các vị, lời khen nào cũng phôi pha, cũng đi qua, cũng trôi qua tai, cũng mất. Người ta không thể ăn cơm rồi người ta khen anh tối ngày, khen chút thôi, chút lúc anh hát hay thôi, một chút lúc anh làm trò thôi, chứ người ta về nhà nhiều lắm là đó là những câu chuyện trà dư tửu hậu. Anh hùng cái thế giữa nhân gian, thưa các vị cũng thế. Người ta không buồn nhắc tới vị anh hùng đó khi đã chết. Nhiều bậc anh hùng tài tuấn đóng góp công sức cho đất nước, thế nhưng mà rồi những trang sử vẫn đi qua. Thế cho nên Thế Tôn khuyên là thôi đừng có nổi chìm, nó có luân hồi nữa, và chớ chạy theo khổ đau nữa mà làm gì. Con đường chân thế, thưa các vị, là con đường đọa đài và khổ đau. Và Thế Tôn khuyên anh một lời, các anh phát tâm lành xuất gia. Và sau đó thì anh tham vấn Đức Thế Tôn về con đường tu tập. Thế Tôn nói anh hãy tu như thế nào giống như anh đi trên dây thì anh thành công. Nghĩa là đừng nghiêng bên này, đừng nghiêng bên kia, đừng quá khắc khổ, đừng quá buông lung, đừng chạy theo ngũ dục lục trần, đừng có hành hạ thân xác. Và trên cái bước đường tu, thưa các vị, chúng ta tu thiền, tu tịnh hay là tu các pháp môn gì cũng thế, giống như các vị đi dây vậy đó. Đi dây là sao? Khéo điều phục thân tâm của các vị. Và cái điều này rất là hay. Tôi ví dụ một cái điều gần thôi để dẫn chúng ta đi vô cái con đường tu tập, rồi chúng ta mới trở lại chia sẻ về cái bài pháp cú này. Tôi ví dụ gần đây, ví dụ như khóa tu mở ra do tôi tổ chức ở dưới Sangha. Cái này mình kể lại với ví dụ thôi nghe, chứ mình không có quảng cáo làm chi đâu. Các vị đến đó thì đến, không đến thì thôi, chứ mình cũng không có quảng cáo. Các vị hình dung là tôi tổ chức cùng với cái nhóm Phật tử này, mấy đứa trẻ này, tổ chức cái sinh hoạt thiền tập. Không biết đây có ai đi không vậy? Được hai người. Các vị thấy là mỗi một ngày tới 1, 2, 3, 4, 5, 5 thời tọa thiền dường như vậy. Sáng tọa thiền, ăn cơm xong tọa thiền và học. Buổi chiều tọa thiền và học, buổi tối cũng học, rồi kèm theo năm thời là ba thời lại sám hối. Và ở đây là có một đạo hữu này là người già, phải không? Và chừng như còn có nhiều người già nữa. Thế nhưng mà sau khóa tu thì cái điều vui mừng nhất là chưa có ai gọi ông Ba Lăng cả. Rồi thứ hai nữa là hỏi thăm thử mấy bà cụ này có biết, họ rất là hạnh phúc. Và nghiệm ra thì cái điều gì để làm thành cái sinh hoạt nó vừa vui, vừa cân bằng, vừa khỏe mạnh cho các bà cụ? Điều chi? Thưa, tôi cũng học cái nghề đi dây thôi, có điều tôi chưa có làm siết như anh chàng kia. Đó là cân bằng giữa thiền tập và lại Phật, thưa các vị. Lại Phật là một loại thiền động. Và cái cách lại Phật ở dưới kia thì thưa các vị lại rất là thông thả, có phải không? Tôi sướng Nam Mô Phổ Quang Phật, và các Phật tử đồng loạt sướng, là tôi lại sướng dẫn đạo Nam Mô Phổ Quang Phật, và cùng lại rất là thông thả. Và tôi bày cho các Phật tử là khi lại, chúng ta vừa đặt trán mình xuống đất bằng tất cả niềm cung kính đối với các Đức Thế Tôn, rồi chúng ta thở ra cho hết thán khí ở bên trong, rồi chúng ta ngồi vậy, chúng ta hít hơi thở vô. Có nghĩa là nó cân bằng cái nhịp điệu sinh học nơi thân của các vị, nó cân bằng cái sinh hoạt tu của các vị, nó giúp cho các vị vừa vận động vừa thiền tập, để nó cân bằng cái đời sống, điều phục tâm của các vị bên trong. Học, tu, lại Phật, tọa thiền, vân vân, thưa các vị. Một ngày tôi tính ra thì chừng như các vị nghỉ ngơi không là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà sau khóa tu rồi thì tôi thấy là các đồng hữu rất vui. Và ngày hôm sau học thì thấy cũng gần đó khuôn mặt, không ai bỏ cuộc cả, chứng tỏ là thành công. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa đó là thế này. Trong sinh hoạt đời thường, trong tu tập, các vị đều tạo được cái sự cân bằng về đời sống, các vị hạnh phúc. Còn nếu không cân bằng, để cho nó nghiêng và lệch, thế thì đời sống ta bất hạnh.
Ngay trong đời sống điều phục thân của các vị cũng thế. Thế cho nên lời Đức Thế Tôn dạy cho cái anh chàng làm trò, làm siết đó, Thế Tôn dạy nó là hãy tu như thế nào để cho nó cân bằng, giống như anh đi trên dây thì thành công. Đó là câu chuyện chúng ta dẫn khởi để đi vô cái bài kinh pháp cú này để các vị học. Bây giờ mình chép bài kinh đó để các vị học cho thuộc nha, để tu cho nó cân bằng, đừng có lệch. Đây là bài kinh pháp cú thứ 302. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý đó là hãy thiết lập sự cân bằng trong đời sống thế gian và tu tập. Đó là nội dung và đại ý của bài này. Có đôi điều chúng ta chia sẻ hôm nay. Điều thứ nhất, đó là chúng ta nói đến cái sự cân bằng trong đời sống tại gia. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là hạnh phúc nó đến từ sự cân bằng. Và cái điều này có thiệt không đấy? Thiệt không? Giản dị một điều thế này thôi. Các vị nhìn lại thân của các vị thì các vị học được cái bài học này rồi. Thân mà nó mất cân bằng á thì sao? Tật bệnh đến, bất hạnh đến, tuổi thọ giảm liền thôi thưa các vị. Nguyên tắc nó là như vậy. Chưa có một đời sống nào thiếu cân bằng mà hạnh phúc, thiếu cân bằng mà khỏe mạnh, thiếu cân bằng mà an lạc cả. Các vị ăn quá nhiều, mất cân bằng. Các vị nhịn quá nhiều, kiên cử quá nhiều, mất cân bằng. Đừng có nghe người ta bài là cử kiên cái này, cử kiên cái nọ. Cái điều đó nó không hợp lý. Kỳ thật là chúng ta có khi rất là vụng về. Chúng ta sợ bệnh, rồi chúng ta uống đủ loại thuốc của mấy ông lang băm á, rồi bệnh hồi nào không hay, chết hồi nào không hay. Mình cứ tin nè, cứ tin ông thầy nọ, ông thầy kia, những thầy lang băm là những thầy giết người nhiều hơn bác sĩ giết người. Các vị biết rằng cái quá trình học để thành một ông thầy thuốc đâu phải là chuyện đùa. Đâu có phải là cái chuyện biết vài thang, biết vài loại tấm dược rồi ra bốc thuốc thì có thể cứu được người đâu. Ví dụ như Tây Y nó có một quá trình rất là dài. Từ cái thời Leonardo da Vinci, ông lén lén đào mộ người ta để ông mổ xác người, để ông khám phá. Và cái nền y học Tây Y đó, thưa các vị, nó vô cùng hay ho chứ không phải là đơn thuần. Rồi nền Đông Y cũng thế. Thế cho nên có đôi khi người ta sống rất mất cân bằng, không có điều tiết được thân mà tin những cái điều nó vô cùng vớ vẩn, rồi người ta tự chuốc bệnh cho người ta. Cái điều mình nói để thưa lại cái ý chính đó là thế này: đời sống là một sự cân bằng hợp lý để người ta có được an lạc, hạnh phúc và có được cái tấm thân khỏe mạnh. Chưa hề có gì mất cân bằng mà nó thành đạt được sự an lạc cả. Từ cái cạn là chuyện ăn uống bình thường cho tới các vị điều trị thân của các vị do tật bệnh phát sinh. Rồi rộng hơn, đời sống gia đình mà hạnh phúc nó cần sự cân bằng vô cùng thưa các vị. Cân bằng là gì? Và ai giúp được ta làm được điều này? Không ai giúp được cả. Các vị phải là người nhận biết về điều này, phải thông minh để điều chỉnh đời sống của mình, đời sống gia đình mình, chứ có ai giúp được đâu. Không có thần linh nào giúp ta cả. Cũng không có ông thầy nào hay giúp các vị để điều phục được những cái bất hòa hay là những cái xáo trộn trong đời sống gia đình của các vị cả. Các vị với con các vị mà không thiết lập được sự truyền thông, không có thể tạo được cái niềm vui và hạnh phúc. Các vị tư vấn với bác sĩ tâm lý trị liệu hay là những nhà chuyên môn về tâm thần học cũng không giúp được gì cho các vị. Tại vì các vị là chủ nhân cho niềm vui hạnh phúc của chính các vị, chứ không ai giúp được cả. Cũng không có vì lý do là ta tụng nhiều kinh hay là ta niệm Phật tối ngày mà giúp được cái sự truyền thông giữa ta với con ta. Chắc như thế.
tu để làm cho đời sống các vị càng ngày càng thông minh, chứ không phải làm cho tâm thức các vị càng ngày càng mụ lại, càng tối tâm lại, càng xô dạt hết tất cả những trách nhiệm của mình về cho Phật. Không phải vậy. Cái nói vô cùng lầm. Mình cứ nghĩ là tôi cứ tụng kinh từ sáng tới tối, tôi niệm Phật râm ran thế thì Phật giúp cho tôi mọi thứ ư? Không. Cái quan trọng là các vị làm cho tâm thức của các vị mở ra, trí tuệ các vị có mặt để các vị nhìn vào những vấn đề đời sống của các vị giải quyết. Cái mục đích chính của sự tu là như thế. Mình đừng lầm, mình xô dạt hết trách nhiệm của mình cho Đức Thế Tôn mang, rất là tội nghiệp Ngài. Hay là xô dạt trách nhiệm của mình cho các vị thầy, cũng tội nghiệp mấy ông thầy nữa. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, ta nên nhớ rõ ràng một điều, đó là hạnh phúc nó đến từ sự cân bằng của thân các vị nghe. Và mỗi một hình hài nó có giống nhau không? Chưa hề có một hình hài nào giống hình hài nào. Tật bệnh nó phát sinh chưa hề giống nhau. Có những cơn dịch bệnh nó tràn qua, nhưng mà thưa các vị, có những người không dịch bệnh. Có phải vậy không? Cùng một loại thức ăn đó, nhưng mà có người ăn vô thì chết lên chết xuống, mà có người tỉnh bơ chẳng có tật bệnh gì. Thế thì mỗi hình hài cái cấu trúc nó rất là khác biệt. Các vị phải đủ thông minh để làm cân bằng đời sống thân của các vị, chứ không ai giúp đâu. Và người tu theo đạo Phật đầu tiên phải làm đó là có niềm tin nơi chính họ. Họ là chủ nhân đời sống họ. Cái giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta phải sống kiêu hùng như thế, đứng trên hai chân mình, ưỡn ngực sống giữa trần đời, chứ không phải là giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta tựa nương thần linh gì cả. Không hề. Giáo lý đạo Phật rất thực tiễn, thưa các vị. Và điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về hai phần thôi. Phần đầu đó là hãy nhìn vào tự thân của các vị. Phần thứ hai, nhìn vào đời sống gia đình để mình tự cân bằng nó. Và thông thường đời sống ta cứ mất cân bằng là ta đổ thừa là nghiệp của tôi, hoàn cảnh của tôi, tại người kia, tại người nọ. Nhưng mà mình quên là cái khả năng điều chỉnh do chính các vị. Các vị tự điều chỉnh mình thì đối tượng của các vị họ sẽ điều chỉnh lại. Có phải không? Chưa hề có một bàn tay nào bẻ gãy được chiếc đũa cả. Phải có một đối tượng mới gãy chiếc đũa. Bất hạnh nó xảy ra trong đời sống các vị do hai người, chứ không phải do một mình người kia. Nhưng mà thông thường ta cứ đổ hết trách nhiệm về đối tượng kia. Ta nói vợ tôi làm nên cớ sự, hoặc là vợ thì đổ thừa chồng làm nên cớ sự, mà quên là ta có mặt 50%, 50% lợi ích đấy nghe. Chứ các vị chịu trách nhiệm 75% về những đổ vỡ hạnh phúc của gia đình các vị, những bất hạnh của các vị, bất hòa của các vị, sao động bất an đời sống các vị do các vị làm nên, chứ không ai làm nên cả. Tôi biết có nhiều Phật tử mà thương đạo vô cùng. Họ nghe kinh từng ngày, họ lại Phật mỗi tối, và họ niệm Phật râm ran. Thế nhưng mà thưa các vị, gia đình họ vô cùng khốn khổ, chồng họ thì khổ vô cùng. Tại sao vậy? Họ dành hết thì giờ cho ông thầy. Ông thầy ở tận bên Thái Lan, tận bên Miến Điện gì đó. Mỗi lần gọi điện thoại về thì rầm rì nói chuyện luôn, mất 5-3 tiếng đồng hồ như chơi. Bao nhiêu tiền đều nghe theo tiếng gọi của ông thầy kêu gọi rồi đóng tiền hết. Trong khi chồng thì cụ bơ cụ bất đi làm, tối chết làm ra tiền để cho vợ mình tiêu pha. Thưa các vị, thế thì đời sống mất cân bằng rồi đó. Hạnh phúc nó đổ vỡ ngay từ cái cách của các vị sống trong đời sống. Các vị nghĩ rằng mình nhiệt tình với đạo, mình tu như thế là đúng ư? Sai vô cùng, thưa các vị. Các vị phá hủy nền tảng căn bản là đời sống hạnh phúc của chính các vị, của gia đình các vị, con em của các vị. Các vị xô dạt đời mình đến chùa, thưa, cái đó là cái điều tội đầu tiên mà chúng ta nên nhìn lại. Bằng không thì mình cứ nghĩ là tôi hết lòng với Tam Bảo, tại sao đời sống tôi nó bất hạnh như vậy? Chồng tôi không thương tôi, lại còn ghen nữa chứ. Thưa các vị, lỗi tại ta, lỗi tại ta, không phải tại ai. Và rất nhiều trường hợp như thế xảy ra. Cho nên hãy nhìn đời sống gia đình ta để biết rằng ta đang tu có đúng hay không, hay là ta đang theo cái tiếng gọi của cảm tính. Đạo Phật không hề cảm tính, luôn đặt trí tuệ lên trên ạ. Đặt trí tuệ lên trên ạ. Chứ không hề vì lý do các vị cảm tính, vì thương thầy thương chùa gì cả.
Các vị đến với đạo các vị tu là để làm cho hạnh phúc tràn đầy đời sống thân tâm của các vị, tràn đầy gia đình của các vị, con cái các vị nó thấm Phật Pháp. Chứ không phải các vị đến các vị tu rồi các vị làm cho người thân các vị quay lưng lại với chính các vị. Cái này nó vô cùng sai lầm. Và nên nhớ điều này cho kỹ, bằng không là chúng ta đi tu chúng ta làm tan vỡ hạnh phúc đời sống mình. Rồi chúng ta đổ thừa là tu cái nó đổ nghiệp. Tại mình chứ đâu phải tu mà nó đổ nghiệp. Và hạnh phúc mình lập lại, hạnh phúc nó đến từ sự cân bằng của các vị. Các vị mà không sống cân bằng được đời sống thân thì thân tật bời, không cân bằng đời sống tình cảm thì đổ vỡ hạnh phúc gia đình của các vị. Rồi cái điều thứ ba, chúng ta có thể nại thêm ra một vấn đề nữa để nói cho nhau nghe. Cái cân bằng quan trọng là cái cân bằng ứng xử nữa. Cái điều này nó đi vào cái cụ thể. Có ba điều: thân nè, gia đình nè, và ứng xử nè. Có những người trên nhân thế này, họ chơi với một người bạn 50 năm, cái tình bằng hữu nó đầm thắm như những ngày đầu. Rồi có những người họ đến buổi sáng rồi buổi chiều người ta sợ nó quay lưng mất. Là tại sao vậy? Tại vì cách ứng xử của mình, thưa các vị. Rồi từ điều đó các vị nhìn lại cách ứng xử của các vị, cái điều này nó cụ thể lắm đây. Cách ứng xử đối với người thân của các vị, như vợ các vị, chồng các vị, nó đổ vỡ từ cái ứng xử của ta, chứ nó chưa phải đổ vỡ vì vấn đề tài chánh, vì vấn đề chi cả. Và cái điều này nó rộng vô cùng, thưa các vị. Cái cách mà chùa chiền và Lam Tự Viện và các thầy có khi phân ra từng mảnh không đồng thuận với nhau, có khi nó do cái chuyện ứng xử này, chứ nó không phải do lý tưởng tu hành gì nhiều cả. Không phải bất đồng thuận chính kiến về giáo lý Đức Thế Tôn, mà là nó do cái cách ứng xử của chúng ta. Từ cái phạm vi rộng, mình quy chiếu là đời sống cạn thôi, thưa các vị. Cách ứng xử của các vị với người thân của các vị, với con em của các vị, nó tạo thành cái sự bất hạnh và nó trục trặc lớn vô cùng trong đời sống của ta. Và không khéo thì đời sống của ta có mặt ở nơi đây, thưa các vị, tưởng chừng như là ta đang có mặt nơi đây để làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc. Mình đã xa với quê hương Việt Nam khốn khó, xa với cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh đi ngang qua đất nước. Mình tưởng chừng như nơi đây mình tạo lập được thiên đường, nhưng mà do cái cách ứng xử của ta cho nên chúng ta cũng vùi dập đời sống chúng ta ngay nơi nền văn minh cao nhất của hành tinh này, ngay nơi cái điều kiện vô cùng là ưu tú của đời sống ta nơi đây, mà ta đè đời sống ta đang nhận chìm trong địa ngục. Có chuyện này không? Có rất nhiều, thưa các vị. Thế thì cái cách ứng xử của ta như thế nào đó, ta dìm đời sống mình. Và chuyện này nó xảy ra thì tội vô cùng cho đời sống của chúng ta, chứ không cho ai cả. Tại sao? Đời sống rất phù du, rất ngắn, thưa các vị. 80 năm, 90 năm của cuộc đời này nó không dài lắm đâu, mà mình chuốc những nỗi niềm phiền hận lây quay một vòng. Các vị già, các vị chết, các vị trả ngày về cho vô thường vội vàng lắm, chưa nếm được một chút niềm vui nào thì cái bệnh, cái già nó đã đến, nó rước các vị đi rồi. Thế mà trong đời sống ta ứng xử thế nào để cho nó phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ hạnh phúc gia đình, phá vỡ hạnh phúc của tình bằng hữu. Và thưa các vị, đời sống con người vô cùng bất hạnh nếu các vị không có những người bạn. Không phải cái nhu cầu của đời sống ta chỉ đơn thuần cơm ăn áo mặc không đâu. Chúng ta còn có những cái gì cao hơn nữa trong đời sống nhé. Đó là gì? Hạnh phúc của đời sống gia đình, của tình thương yêu con cái đối với ta. Rồi của ai nữa? Của những người bằng hữu trân quý nhau, thưa các vị. Mọi cái nó đang lại, nó dập thành đời sống của chúng ta. Nếu đời sống anh chỉ đến và đi thu thủi một mình giữa nhân gian thì thưa các vị, đời sống đó không có đáng gọi là một đời sống có phẩm chất. Mình gây thù hận, gây ân oán, mình không có một người bằng hữu dễ thương. Mình sống lây quay trong cái vách nhà của mình với vài người thân của mình, thế thì đời sống người kia đã thiếu đi hết 75% phẩm chất của chất sống. Đời sống là sự quan hệ rất rộng, ta với bằng hữu của ta, với bè bạn của ta, với người cùng tuổi của ta, với người lớn tuổi hơn ta và với người trẻ hơn ta. Ta sống giữa một cái không gian yêu thương như con cá lộ ngoài biển á. Người nào họ thông minh thì họ sống được như thế, nghĩa là họ tự làm cho cái phẩm chất đời sống họ dâng cao, họ có trái tim thiện lành, họ
họ sống giữa cuộc đời, họ là cái chi giữa cuộc sống. Họ chưa là viên thuốc trường sinh nhưng họ là viên thuốc bổ, phải vậy không? Hay nói cụ thể là thế này, họ không mang gì cho anh nhưng mà tối thiểu sự có mặt của họ, họ mang đến niềm vui cho anh, hạnh phúc cho anh, nụ cười cho anh, thì người đó thành công. Còn sự có mặt của mình mang đến cái sự khó chịu cho người, cái gai nhọn cho người, rồi mình về nhà mình cũng là cái loại gai xương rồng như thế, thì các vị hình dung người đó sống giữa cuộc đời rất là tội. Thiên hạ đều sợ họ cả, họ sống với ai? Thế cho nên cách ứng xử rất là quan trọng. Và càng đi sâu vào vấn đề này thì các vị thấy là cái năng lực tu của các vị nó rất là cần. Tu không có nghĩa là chúng ta đầu tư 24 giờ cho mỗi một cái chuyện chỉ lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, không. Chúng ta nên sống một cách cân bằng, tức là dùng một phần năng lượng chúng ta tiêu phí quạt nó lại để có cái nhìn về tự thân ta, để nó phát sinh trí tuệ, nhận biết về mình. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ là mình niệm Phật tối ngày chắc phước ghê lắm, chắc mọi thứ hoạn họa nạn tai nghiệp tội không đến, hạnh phúc nó tự đến, Phật lo cho hết. Thưa Phật nào lo cho các vị vậy? Không có thầy nào lo cho các vị cả, các vị chịu trách nhiệm về đời sống mình đó nghe. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói cái ý đầu. Ý thứ hai là hãy tìm cái sự cân bằng của đời sống. Phần B, ý mình muốn gọi ra đây điều gì? Thưa đại chúng là các vị hãy học bài học ngay nơi chính tự thân của các vị. Các vị học bài học với thiên nhiên. Thiên nhiên nó có một quy luật rất là cân bằng. Thế nào là cân bằng? Nhìn vào thời tiết thấy sự cân bằng rồi. Mùa xuân để cây cối ra lá ra cành, rồi làm cái chi nữa? Mùa hè nắng rực rỡ để làm cho những trái non nó chín lại. Rồi mùa thu nó đến để làm cái chi? Để cho cây lá nó bắt đầu nó thu phục sức sống lại về bên trong tự thân nó. Rồi mùa đông nó đến, nó rụng đi lá cũ, nó quạt hết nhựa sống trở về bên thân của nó để tìm phục lại, để ngủ lại qua một mùa đông. Để rồi mùa xuân năm sau nó vươn vai, nó thức giấc, nó sống lại. Rồi loài động vật cũng thế. Các vị hình dung là những con gấu Bắc Cực á, mùa xuân, mùa hạ dường như nó chỉ có hai mùa, mùa ấm để kiếm ăn và mùa lạnh để ngủ thôi. 6 tháng ngủ vào mùa đông, 6 tháng để kiếm ăn. Và 6 tháng kiếm ăn thì nó làm cái chi? Nó ăn những cái thứ mà nó có thể kiếm được. Và nó thay vì tàn trữ thức ăn ở ngoài trời thì nó tàn trữ trong tự thân của nó. Tất cả những thức ăn kia trở thành mỡ. Và bắt đầu mùa đông tới thì nó ngủ vùi một giấc ngủ 6 tháng. Rồi mỡ nó tan ra từ từ trở thành thức ăn để nuôi dưỡng lại cơ thể. Thiên nhiên cũng thế, động vật cũng thế, con người cũng vậy thôi. Nó có một cái quy luật cân bằng của đời sống. Không thể có một loài sinh vật nào không cân bằng mà tồn tại được, thưa các vị. Thế thì tuổi trẻ chúng ta phải làm những cái vai trò của người trẻ. Trung niên ta phải biết sống với cái điều kiện của thân các vị cho phép. Tuổi già các vị cũng phải biết sống thế nào để cân bằng cái tuổi già của các vị. Và nếu người ta không sống đúng cái chu kỳ như thế thì người ta tự phá hoại luôn một đời của người ta. Ví dụ như tuổi trẻ mà mình không có vươn vai, không có phấn đấu, không có tạo công ăn việc làm và sự nghiệp cho chính mình, mình sống cứ phất phơ qua ngày, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, thì tuổi trung niên là cái chi? Có gia đình, không đủ tiền, không đủ tài, không đủ năng lực để trải nghiệm đời sống, để nuôi con, để sống hạnh phúc trong đời sống gia đình với vợ của mình. Giản dị vậy thôi à. Tuổi trẻ mà các vị không đầu tư năng lực của các vị cho chuyện học, cho chuyện làm, cho chuyện kiếm tiền, cho chuyện có nhà, có cửa, thế thì các vị có gia đình thì thưa các vị hạnh phúc nó cũng sẽ khó đến chứ không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại sao? Nơi đất nước này từng loại thức ăn, từng loại thức uống chưa hề có một loại nào hàng phi cả. Có phải vậy không? Một cốc nước anh uống có thế trong đó rồi. Một miếng giấy anh lau tay có thế trong đó rồi. Và trong một xã hội nó cuồn cuộn sống như vũ bão thế này thì những người mà lừ đừ sống cái kiểu mà tu không ra tu, sống giữa đời không ra giữa đời, thì thưa người đó chỉ có nước chết mà thôi. Chắc như thế. Một hôm tôi dạy thiền tứ niệm xứ Lộc Quyển, tôi nói là người không sống hùng sống mạnh thì thôi đừng đi tu làm chi.
Tại vì anh còn không có bản chất để sống như một kẻ trượng phu giữa cuộc đời thì anh đi tu cũng bằng thừa. Anh sẽ không có cái năng lực phấn đấu để thành đạt được đức hạnh của một người tu. Các thầy thì chừng như rất dễ dãi về chuyện tu, là thấy mấy anh chàng lừng khừng lững khững chắc nghĩ rằng dễ tu, nhưng mà theo tôi thì không thể. Anh không có phẩm chất của một trượng phu cho nó đàng hoàng, sống hùng, sống mạnh thì anh không nên đi tu. Tại vì con đường tu, thưa các vị, nó đòi hỏi người ta đầu tư toàn bộ năng lực của đời sống, rất là kiêu hùng mới sống đời sống người tu được. Chứ đừng tưởng là tôi sống lờ khờ như thế thôi, tôi đi tu cho rồi. Thưa, sai lầm. Đừng có nghĩ rằng tôi già rồi thôi, sống đời không được, tôi đi tu cũng sai lầm luôn. Tôi không mấy gì quan hỷ với cái chuyện là người già xuất gia nhiều trong chùa đó, thưa các vị. Mình nghĩ như thế. Các vị lớn tuổi rồi, các vị nên ở nhà tu được mấy ngày, nên mấy ngày đi chờ cái chết đến cho chắc ăn thôi, chứ còn đi vô chùa thì làm cái chi? Mất lòng nhau chưa? Người ta bảo rằng xuất gia để gieo duyên với đạo. Thưa các vị, là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn muội lúc ra thai đó nghe. Bồ Tát mà khi ngủ ấm này qua ngủ ấm khác rồi còn chìm trong hôn mê, không có thiện duy thức khai ngộ thì không tỉnh được. Thinh Văn chưa chứng A-la-hán quả để sạch hết lậu hoặc thì thưa các vị còn mê mờ, tâm thức còn chìm ngập ở trong hôn mê, còn vô minh lúc ra khỏi thai. Thế thì các vị nghĩ rằng cạo cái tóc nhiều lắm là thọ được cái giới tỳ kheo gieo duyên rồi trở lại nhớ được việc tu ư? Thưa, không có đơn giản chuyện đó đâu. Cho nên thưa các vị, mình nói điều đó để quay trở lại trong đời sống chúng ta. Tuổi trẻ chúng ta sống hết lòng với tuổi trẻ, tuổi trung niên đã thành công thành danh, có được một cái sự trải nghiệm nhất định trong đời sống. Nếu các vị đã từng tuổi trẻ đến với chùa tu tập học hỏi chánh pháp thì các vị làm cái chi? Có năng lực dạy vợ, dạy con, có năng lực làm chủ gia đình, hoặc các vị là những người con gái, các cô, thì có năng lực để làm cho hạnh phúc có mặt trong đời sống của chính tự thân mình, giúp chồng mình, biết dạy con mình. Bằng không thì cái thời các vị học hành nó đi ngang qua, tới cái tuổi trung niên rồi, thưa các vị, có khi chúng ta không có cơ hội học Phật Pháp. Rồi tới tuổi già thì sao? Dạ thì sao? Thưa, ngồi niệm Phật một thời mỏi mệt vô cùng buồn ngủ, và lại Phật thì thưa các vị, người ta lại xuống, người ta đứng lên nhẹ tên, còn mình lại xuống thì chống tới hai bàn tay đứng, mà đứng cũng không nổi nữa. Thế thì các vị làm sao mà tu được chứ? Chưa nói cái chuyện là điều phục được những điều bên trong, như là phiền của ta, giận của ta, lo lắng của ta, bất an của ta. Càng già tâm thức nó càng cô cứng lại, cố chấp nó càng nặng. Chắc như thế. Không biết có đúng không, nhưng mà cứ mất lòng nhau đi, tôi không ngán ai đâu. Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên là thưa các vị, càng già tâm thức ta nó càng cô cứng lại. Với các bà thì sức khỏe mỏi mòn, cái trí nhớ của các vị nó hao hụt, có phải vậy không? Muốn nhiếp tâm niệm Phật cho nó được thuần không có dễ đâu. Một nhớ mà tới 10 quên lại chứ không phải. Một nhớ mà 10 quên. Các ông thì sao? Thưa các vị, các ông cũng không khác gì các bà. Cái sự nhớ quên là chuyện bình thường khi hệ thần kinh chúng ta nó bị lão hóa. Điều thứ hai nữa là chừng như cái bệnh trời cho của chúng ta là càng già chúng ta càng cảm thấy là mình đã đủ, mình đã giàu có, mình không cần học gì thêm. Và cái sự kiêu ngạo, tự hào đó là bản chất của các ông. Thế cho nên học đạo lý càng khó. Cứ nghĩ là cái ông thầy đó tuổi đáng con tôi mà, có gì hay hơn tôi đâu mà học. Giáo lý đạo Phật thì tôi đọc hết 100.000 kinh sách, tôi biết hết trơn rồi, không cần phải học làm chi. Và có thể các ông giỏi đó, nhưng mà thưa các vị, hiểu biết là một việc mà tu là việc khác chứ. Anh hiểu là một việc, nhưng mà cái chuyện anh làm mới là việc quan trọng. Thông thường có khi nói như thánh như tướng, mà làm thì sao? Làm thì không ra sao cả. Vung vải phiền muộn bất an vào người, sân si nghiệp chướng bời bời, không có bớt đi được chút nào hết. Thế cho nên thưa các vị, càng già càng khó. Cho nên hãy tìm sự cân bằng ngay lúc các vị còn khỏe mạnh, còn sung sức, cân bằng
thân cân bằng tâm, cân bằng vật chất, cân bằng tinh thần. Và đi vào cụ thể hơn là chúng ta nên cân bằng cái chi trước. Không hề có một người nào làm việc cuồn cuộn không nghỉ ngơi mà sống được. Có phải vậy không? Các vị tham tiền, các vị làm một ngày 20 job để cho có tiền nhiều. Nhưng mà cái đó là các vị tự giết các vị trước khi các vị có nhiều tiền. Thế cho nên cái cân bằng đầu tiên đó là ta hãy biết là giữ gìn sức khỏe của ta, thì giờ ăn ngủ của ta, công ăn việc làm và nghỉ ngơi nó đều như nhau. Đó là sự cân bằng cạn nhất của một đời sống ta nên có. Bằng không thì mình làm cái chuyện vô cùng phi lý. Là làm cái chuyện chi? Ráng làm cho có tiền để đem tiền mua lại sức khỏe, để đem tiền cho bác sĩ rồi nhờ thôi. Nghĩa là ta làm giàu cho bác sĩ hồi nào không hay. Do vì mình làm cái tật bệnh nó đổ ra rồi mình phải bỏ tiền ra, thế là đi bác sĩ và bác sĩ moi hết tiền của ta. Và người ta có một câu nói này rất là hay thưa các vị. Người ta nói là thức ăn của anh ăn vô từng ngày, chỉ có 1/3 thức ăn là nó nuôi cơ thể anh thôi. 1/3 đó là cái chi? 1/3 là nó thải ra vô tội vạ, nó không có tiêu thụ hết đâu. Rồi 1/3 còn lại là chúng ta ăn vô để nuôi bác sĩ đó thôi. Tại vì 1/3 nó sẽ gây tật bệnh nơi thân của các vị, còn 1/3 rất là vô dụng. Chỉ có 1/3 thức ăn là nuôi anh đó thôi. Thế mà anh vụng về vô cùng trong cái cách làm cho thân anh cân bằng và cái chuyện ăn thôi là chúng ta đã thấy nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta rồi. Rồi cân bằng thêm nữa là cân bằng cái chi? Cân bằng tâm của các vị đây. Thưa các vị, không hề có một người nào mà cuồn cuộn trong cái sự suy nghĩ tối một ngày mà có thể thần kinh khỏe mạnh được. Họ làm cho họ mau điên. Họ làm cho hệ thần kinh não họ cùng lụt xuống, và những cái dây thần kinh, những cái dây nơ rông thần kinh nó rất là mong manh nha các vị. Cái tải trọng của sự suy nghĩ các vị nó làm trùng, nó làm nhão, và nó làm cho các vị mất trí nhớ. Không phải khó khăn lắm đâu. Quy luật thiên nhiên tạo sự cân bằng cho các vị là dù cho các vị có ưu tư, có dằn vặt, có lo lắng, có bất an mấy thì cũng có nửa một ngày, tức là cũng có nửa phần tối của hành tinh này để làm cái chi vậy? Để các vị chìm trong sự nghỉ ngơi thư giãn để tạo sự cân bằng cho thân lại, chứ chẳng có chi lạ cả. Thế cho nên thiên nhiên đã tạo cái điều kiện cân bằng. Mà nếu chúng ta không có lợi dụng điều này, chúng ta làm cho đời sống mình nó cân bằng giữa sự suy nghĩ rối rắm, lo âu, băn khoăn, bất an, thì chúng ta tự sát. Cho nên thưa các vị, nếu phải suy nghĩ vẩn vơ, lo âu và phiền muộn tràn ngập thì các vị cũng biết dừng lại, làm cho tâm các vị lắng lại, dịu lại bằng những phương pháp nhất định, như thư giãn nè, như chạy bộ nè. Chạy bộ là một phương pháp làm cho những suy nghĩ của các vị nó rời các vị rất nhanh. Thân của các vị mà vận động nhiều á thì tâm thức của các vị nó bắt buộc phải ngơi nghỉ thôi à. Nếu chúng ta chưa thể thiền tập được, chưa thể an tĩnh tâm được, thì chúng ta nên vận dụng một phương pháp rất là bên ngoài, nó cũng hữu hiệu, đó là các vị hãy chạy bộ, các vị hãy làm những công việc rất là nặng nhọc bên ngoài, nó làm cân bằng lại đời sống tâm của các vị. Rồi cái chiều sâu hơn, tìm cái sự cân bằng trong pháp tu rất là quan trọng nghe. Đôi khi chúng ta không có học được bài học này, chúng ta cứ nghe theo các cái truyền thống và bài, chúng ta bắt đầu làm theo, thưa các vị, có khi nó không có hợp lý lắm đâu. Cái điều này các vị hãy học nên tự thân các vị. Ví dụ như trong pháp tu thì nó có động và có tĩnh, hai cái nó đan với nhau để nó hỗ trợ. Các thiền đường ngày xưa các vị hình dung là các thầy tọa thiền 45 phút. Rồi cái vị Vina hay là cái vị hòa thượng đường đầu, ổng làm một việc là gõ thiền trưởng cái bùm xuống bàn vậy. Thì các vị thiền sinh bắt đầu bật dậy như lò xo, bắt đầu chạy. Gọi là bào hương chứ không phải đi thiền hành đâu. Bào hương là chi? Là chạy vậy. Chạy rất mạnh, chạy rất nhanh. Người ta bảo rằng đó là cái cách vận động để cho thân thể nó ấm lại, đối kháng với cái điều kiện thời tiết lạnh của miền Bắc Trung Hoa. Nhưng mà thưa, đó là cái cách làm cân bằng thân khi thiền tọa.
Khi các thầy chạy 5 phút, 10 phút gì không cần biết, nhưng mà cái vị thiền sư hay là cái vị hòa thượng đứng đầu vỗ thiền trưởng cái rầm xuống bàn, thì lập tức các thầy phải đứng lại như phỏng đá. Nghĩa là đứng liền tức khắc, trong tư thế nào nó cũng đứng liền. Đó là cái công phu thiền tập. Và khi các vị chạy mà các vị không nghe tiếng bản nên đứng kịp lại, còn chạy thêm một bước nữa thì các vị ăn thiền bản một cây cho tới vài chục cây nát cả người. Do vì anh thiếu định lực, thiếu tỉnh táo, cho nên khi nghe gõ bàn anh không chịu dậy thì cũng bị đòn, mà khi người ta vỗ bàn anh không dừng thì anh cũng bị đòn. Chứng tỏ là tâm thức anh nó không đạt đến cái trình độ tỉnh táo để nghe cái hiệu lệnh của vị thiền sư. Thế thì thiền đường ngày xưa luôn có những phương pháp cân bằng, chứ không hề là ngồi hoài. Đó là cân bằng trong sinh hoạt tu, là cân bằng trong sinh hoạt bình thường. Các vị hình dung là những thiền đường ngày xưa họ cũng có quy luật rất cân bằng, đó là chi? Lao động vô cùng vất vả, vỡ ruộng, phá rừng, trồng trà, hái trà, cấy lúa, đập lúa, và thậm chí là xây dựng, đúc gạch, xây chùa, làm tượng Phật, vân vân. Mọi cái công việc lao động vất vả cật lực các thầy đều phải làm cả, rồi tối mới thiền tọa công phu. Thế thì trong sinh hoạt họ đã tạo thành hai cái sinh hoạt rất cân bằng cho thân và tâm. Rồi trong một thời tu nó cũng có những cái thời rất là cân bằng cho thân và tâm, cho động và tĩnh. Rồi một hôm, cái chuyện này nó còn cụ thể hơn nữa. Một hôm tôi đi dạy ở bên vùng Trung Mỹ, thời tiết nó rất là ẩm và mưa lê thê nước thước, không đi ngoài trời được. Và ngồi thiền hoài, thưa các vị, nó làm cho mình rất là trì trệ. Và tôi chợt nhớ tới một pháp môn mà có một vị đạo sư họ hướng dẫn. Họ nói là khi tâm thức mà nó chìm vô cái sự trì trệ á, thì một phương pháp làm cho mình hưng phấn, làm cho cái công phu thiền tập nó bừng sáng lên được, đó là phương pháp thở một cách rất là dồn dập. Thế nào là thở dồn dập? Hít vô thở ra như là mình cực kỳ mệt vậy đó. Thở hồi hộp, nghĩa là không theo cái nhịp điệu thở bình thường, chủ yếu là tạo cái sự mất cân bằng của cơ thể. Lúc đó thì năng lượng oxy nó nạp vào cơ thể mình một cách dồn dập, nó làm cho cơ thể mình sống động lên, nhịp tim của mình nó hỗn hào hỗn hển, phổi của mình cũng hỗn hào hỗn hển, bằng cái cách mình tự tạo cho mình. Rồi sau đó chừng 5 phút thôi, cái mình buông hơi thở ra, mình không làm chi cả, tự nhiên thấy thân của mình nó sống bừng bừng lên, rồi tâm của mình thì nó không có chìm vô cái trạng thái của vô ký hoặc là hôn trầm gì cả, nó sống động ra thôi các vị. Đó là cái cụ thể trong cái cách cân bằng về phương pháp tu của nó là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, cái sự cân bằng này nó có mặt trong thiên nhiên, có mặt trong tự thân các vị, có mặt trong tâm thức của các vị. Nó là cái quy luật vĩnh hằng để người ta nương theo đó mà sống hạnh phúc là một nè. Hạnh phúc cạn là hạnh phúc nơi thân, hạnh phúc vừa phải là hạnh phúc nơi nhu cầu tình cảm của các vị, hạnh phúc sâu là hạnh phúc cân bằng tâm của các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị phải tự làm. Nếu các vị không đủ thông minh để nghe theo tiếng gọi thân các vị, thì các vị phải tự có những phương pháp tu tập để làm cho cân bằng. Và tôi không có theo dõi cái sinh hoạt các vị tu nơi đây để nhìn ra là các vị có cân bằng trong phương pháp niệm Phật của các vị hay không. Đúng ra thì chúng ta nên tạo sự cân bằng trong những cái pháp hành trì, nó mới giúp đời sống chúng ta thăng tiến được. Bằng không thì chúng ta chìm trong cái sự không nhận biết, rồi chìm trong cái sự mê muội hồi nào không hay. Mình đừng nghĩ là tu rồi tự nhiên nó bừng sáng, chưa, không phải như thế. Có khi mình tu mà rất là thụ động, cho nên mình không có năng lực phát triển trí tuệ đâu. Đó là đôi điều chúng ta nên đi ngang qua để các vị có một cái nhận diện về từ cái cạn trong cuộc sống đời thường cho tới hạnh phúc của các vị, cho tới pháp tu của các vị. Và mình lặp lại, không ai thông minh bằng thân của các vị. Không có người nào thay các vị để điều chỉnh thân tâm của các vị. Đức Thế Tôn cũng không làm điều này. Và các vị phải là chủ nhân của đời sống mình thôi. Và quyền quy tối thượng là quyền quy của chính các vị, chứ không có thần linh nào bên ngoài có quyền quy với các vị cả. Đó là lời Đức Thế Tôn khẳng định như thế. Chúng ta đệ tử Đức Thế Tôn phải biết điều này. Mình đọc lại bài kinh Pháp Cú. Vui hạnh xuất gia khó,
tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, tôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Và chúng ta đã chia sẻ vấn đề thứ nhất, đó là tạo một cái đời sống cân bằng. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô, đó là kẻ trí tu tập. Mình đã từng chia sẻ với các vị có hai con đường đến với đạo. Một con đường đó là của niềm tin, của cảm tính. Con đường thứ hai là con đường của năng lực trí tuệ. Chúng ta đến với đạo Phật ban đầu có thể vì cảm tình, vì cảm tính, tôn giáo. Thế nhưng mà càng đi sâu vào con đường tu tập thì các vị phải phát triển năng lực trí tuệ, chứ không thể dừng lại được. Cái niềm tin và cảm tính, thưa các vị, nó đưa người ta đến cái chỗ chi các vị biết không? Đưa đến cái sự cuồng tín hoặc đưa đến sự mê tín. Nếu mà các vị không có năng lực trí tuệ phát triển trên tiến trình tu á, thì chúng ta lạc hoài tình trạng đó thôi. Và cái điều này, thưa các vị, về quê hương Việt Nam thì nhìn lại những cái sinh hoạt của đạo Phật trên đất Bắc thôi, các vị thấy điều này thôi. Đốt giấy vàng mã, người ta có những cái phố vàng mã mà, gọi là hàng gì? Hàng mã. Và có những lễ cầu siêu, thưa các vị, hoặc lễ tiểu tượng, đại tượng, đó là lễ mãn tang, vân vân, thưa các vị. Người ta có thể bỏ ra chừng 5-70 triệu, cả 100 triệu để mua những cái đồ hàng mã đem về đốt cho ông bà của người ta. Các vị hình dung là cái thế giới văn minh bây giờ nó có cái chi thì cái thế giới hàng mã có cái thứ ấy. Cũng có Mercedes đàng hoàng, cũng có nhà lầu 5-7 tầng, rồi cũng có tôi trai tớ gái hình nộm trong nhà, tivi tủ lạnh không thiếu, rồi tiền thì cả kho. Họ in tiền bạc đô la 100 thôi, chứ không phải là in cái thứ tiền thường đâu, cất cả kho. Và tôi không biết là mấy cái ông vàng mã đó, ông đã có một cái hiệp thông gì với Diêm Chúa mà dám bài cái tiền giả đó ra mà bán, cái tiền sinh ra trên đất nước Dương gian mà bán cho người âm phủ xài, thưa các vị. Cái chuyện đó thì chắc ông Diêm Vương nào mà có thần thông thì cũng lên ông trói cổ về, ông trị tội cho chứ. Phát hành bạc giả không thông qua Diêm Chúa thì cái tội đó lớn vô cùng á chứ. Các vị hình dung coi, nơi đất Mỹ này dám in được đồng bạc giả ư? Mỗi quốc gia người ta có một cái loại tiền tệ để thông dụng, mà tiền đó phải được bảo chứng, gọi là có kim bản vị đàng hoàng, tức là có một cái trữ lượng vàng như thế nào đó mới dám in ngần đó tiền. Tôi hỏi chứ mấy cái ông mà in bạc giả ở Việt Nam đó, mấy ông có kim bản vị của Diêm Vương cho phép chưa mà dám in như thế? Thế nhưng mà thưa các vị, cái tình trạng người ta mê tín, chừng như là họ đều tin một điều đó, ông bà ta mất rồi thì cũng phải tối thiểu thì không mua được cái nhà lầu thì cũng mua được cái nhà ngói đàng hoàng. Không mua được chiếc xe Mercedes thì cũng phải mua được cái chiếc xe hơi bình thường, hoặc là chiếc Honda, không phải vậy không? Tôi không biết ở đâu mà sinh ra cái chuyện này. Và từ cái điều này chúng ta trở lại điều mình muốn nói, thưa các vị. Kẻ trí tu tập khác với người vô trí. Điều thứ nhất là họ có thể đến với đạo đầu tiên bằng con đường cảm tính. Có cảm tình với đạo. Thích mấy thầy, nghe tiếng chuông rất hay. Nghe cái âm vang của tiếng chuông, nó đồng vọng, nó kích phát được tâm bồ đề của mình. Rồi nhìn thấy tôn tượng Đức Thế Tôn vàng chói uy nghiêm, khởi tính tâm. Thế nhưng mà khi đến với đạo rồi thì bước thứ hai phải làm đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và đất nước này nó không hề chấp nhận cái gì mà niềm tin mù mờ. Các vị hỏi mấy đứa bé học trò coi, nó vô lớp, nó có tin cái ông thầy giáo dạy nó điều gì, nó nghe theo không? Không hề. Nó có những thắc mắc và không trả lời được thì nó không buồn học đó chứ. Thế mà người lớn chúng ta lại bằng lòng với những cái niềm tin mà vô cùng vô căn cứ là sao chứ? Cho nên thưa các vị, bước thứ hai con đường tu phải nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Điều thứ hai, thưa các vị, cái kỳ lạ của năng lực trí tuệ là các vị có nó thì các vị tự làm cho đời sống các vị dâng lên và hạnh phúc tràn đầy. Loại trừ phiền não khổ đau, loại trừ bất hạnh của đời người không phải bằng cái chuyện tinh khống tinh khứ, mà bằng năng lực nhận biết của các vị, bằng năng lực trí tuệ của các vị. Cái xử sự của chúng ta, thưa các vị, nó mang đến niềm vui hạnh phúc, mang đến sự cảm thông, tạo được cái địa vị của các vị trong xã hội càng ngày càng cao lên, cũng bằng năng lực trí tuệ. Một cái ví dụ gần đây thôi. Ví dụ như người Việt chúng ta đặt chân lên vùng đất này, thế hệ thứ nhất, chấp nhận là mình
không có đi vô môi trường học hành của Mỹ, mình chịu nghèo, chịu cực nhọc, làm lương ba cọc ba đồng. Thế nhưng rồi bậc bố mẹ người Việt nào có mặt nơi đây cũng quyết lòng cho con mình nó học hành tới nơi tới chốn cả. Và xem ra là những cái ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư đó là người Việt mình chiếm rất là đông, phải không? Tại sao vậy? Vì biết rằng trí tuệ là một món quà lớn nhất, mà nếu ai thủ đắc được nó thì có địa vị trong xã hội thôi. Và ta đã cùng khốn vô cùng, khó khăn vô cùng, đời sống ta đã đi ngang qua sự nghèo đói, khốn khó, cho nên ta muốn con mình nó khác mình thôi à. Thế cho nên thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt rất thành công là như thế. Đó là cái ví dụ để các vị thấy là ai có năng lực trí tuệ thì người đó thành đạt được trong xã hội đời thường, người đó có địa vị trong xã hội đời thường. Thế thì trong cái lĩnh vực tu tập, thưa các vị, người nào phát triển được năng lực trí tuệ thì người đó loại trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thành đạt được an lạc hạnh phúc. Không có gì khó hiểu cả. Chuyện này nó là chuyện tất nhiên thôi. Chứ mình đừng nghĩ là tôi cứ luyện đời sống tôi tu, tôi cứ tin ông thầy bài cho, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi cuối cùng tôi thành đạt. Thưa, không phải chuyện đó đâu. Các vị nên nhìn lại, nhân gian cũng thế, đạo Phật cũng thế, không có đường khác. Không có chuyện là anh chỉ một niềm tin thuần như thế mà anh có thể dựng cuộc đời anh lên, nâng cuộc đời anh dậy. Thưa, không phải chuyện đó. Một trong những yếu tố làm nên những người con Phật khác biệt vô cùng với những người đệ tử hoặc tín đồ tôn giáo khác là người tu Phật phải có năng lực trí tuệ. Nếu các vị không làm được điều này thì các vị có khác chi với các truyền thống tôn giáo khác? Người ta chỉ đến với đạo bằng niềm tin thôi. Thế cho nên thưa các vị, năng lực trí tuệ là cái rất là cần cho người Phật tử. Mình lặp lại, đến với đạo bằng niềm tin, đó là bước khởi đầu. Và trong pháp môn tu đạo Phật cũng vậy, thập tính rồi tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới thập địa Bồ Tát. Tính luôn đứng đầu là như thế. Thế nhưng mà không phải dừng ở chỗ tính không, mà phải đi lên dần theo với những ngày tháng tu. Điều thứ hai, đó là điều đầu mà nói về năng lực của trí tuệ. Điều thứ hai, thưa các vị, chỉ có người trí mới có thể thành đạt cái con đường tu tập. Người ta bảo một câu rất đúng thế này. Người ta nói tôn giáo á, nó là một cái loại xa xí phẩm của cái giàu, của người trí. Tại sao? Thưa các vị, nếu mình nghèo thì đời sống mình nó chỉ quẩn quanh vô một cái việc, đó là kiếm cơm ăn, kiếm áo mặc, kiếm đời sống ngũ dục giữa trần gian thôi. Ta còn chưa thỏa với đời sống ngũ dục nhân gian thì làm sao ta có thể nâng đời sống tâm thức mình lên đến tầng cao, vượt ngoài những mong muốn đời thường? Có phải vậy không? Ta nghèo, ta đói, ta khó khăn, ta thèm muốn năm món dục của nhân gian. Thế thì mắt của ta nhìn gần đó thôi, không nhìn cao hơn được. Và cái điều chúng ta trở lại đây là thế này. Thưa các vị, người ta bảo tôn giáo là một món hàng vô cùng xa xỉ. Chỉ có những người có trí tuệ là một, người giàu có là hai, mới có thể vươn đến tầm cao của sự tu học được. Và cái điều này nó cũng đúng vô cùng, thưa các vị. Nếu tâm thức của các vị muốn nó tràn đầy sự tham muốn thì các vị đến với đạo, các vị làm cái chi? Làm cái chi? Khấn với Phật, xin cho con được giàu, xin cho con được của cải, xin cho con được có con, có cháu đầy nhà, xin cho con có được nhà cao cửa lớn, ngần đó thôi, không khác. Phải vậy không? Và thưa các vị, cái điều tức cười là chúng ta đến chúng ta chỉ xin xỏ, mà càng xin xỏ bao nhiêu thì càng chứng minh cái tâm thức nó nghèo bấy nhiêu. Nó khát thèm vật chất, nó khát thèm về của cải, khát thèm về hạnh phúc phù du, phải không? Mình dùng cái ví dụ này để cho các vị dễ hiểu thôi. Ví dụ như xã hội nghèo thì họ có nhu cầu chi? Nhu cầu chi? Ăn và mặc thôi. Và những cái cơ chế nó độc tài thì nó luôn bóp lại để cho dân nghèo. Tại vì nghèo, cái trình độ tri thức không phát triển thì sẽ ít có người chống đối. Họ không hiểu gì nhiều ngoài cái chuyện là kiếm miếng ăn từng ngày còn lo không đủ, thì giờ nó rảnh rang bàn cái chuyện thế sự quốc gia. Cái chuyện tự do, cái đó là món hàng xa xỉ của những quốc gia đó giàu có kia. Còn đất nước này không cần cái thứ đó, lo cái ăn còn đủ chết rồi. Nghèo tới hàng tỷ con người, thưa các vị. Cái điều đó nó chỉ dành cho cái chuyện là người ta
kiếm miếng ăn làm cho đủ no cơm ấm áo là quý lắm rồi. Thế rồi từ phạm vi rộng quốc gia, các vị trở lại phạm vi hẹp của đời sống gia đình cũng thế. Khi cái nghèo nó bủa vây đời sống các vị thì các vị chỉ bận bịu mỗi điều là kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm cơm. Rồi khi gạo, cơm, tiền nó đủ thì kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm ngựa, kiếm xe. Rồi khi nó đủ hết những thứ đó thì các vị cần cái chi? Cần có một cái thưởng lãm về đời sống, nghe nhạc, vân vân. Nghĩa là bắt đầu đi vào cái khuynh hướng nghệ thuật. Rồi cao hơn cái tầng của thưởng lãm nghệ thuật ấy, mình mới đến với tôn giáo chứ không phải là giảng dị đâu. Cho nên điều thứ nhất xác định đó là tôn giáo là cái tầm cao của tri thức nhân loại chứ không phải là cái tầng thấp của những dân đang cầu cạnh van xin, đang thiếu thốn, đang mong muốn. Không hề. Các vị nhìn tâm thức của các vị và thấy mình cầu Phật nhiều chừng nào là biết mình còn ở thấp lè tè, chưa lên cao nghe. Cầu cho con bình yên, rồi vợ con bình yên, chồng của con bình yên, hoàn cảnh con bình yên, đời sống con đủ đầy, này giàu, này có, này của, này cải, vân vân. Thưa các vị, là ta đến với đạo bằng cái con đường của ăn mày mà thôi. Tại vì ta xin quá nhiều. Trong khi đạo lý nó không phải ngang tầm cái chừng đó đâu. Cho nên thưa các vị, chỉ có người trí đầu tiên đó là họ đã vươn ngang hết những cái tầng của đời sống, họ mới đến được với đạo. Tầng đời sống của cảm nghiệm về hạnh phúc rất phù du, cảm nghiệm về vật chất rất phù du, cảm nghiệm về tâm thức của họ sinh diệt bồng bềnh, họ mơ ước thành đạt được cái điều tuyệt vời đó là cái không sinh không diệt, chứng nghiệm được nó sau kỳ này này trả về cho các bụi, thì ta gọi đó là người đạt được cái trình độ trí tuệ tầm cao mới đến được với đạo. Có một bài kinh Pháp Cú cũng rất là hay, mình chép ra đây tặng cho các vị để chúng ta nói tiếp. Bài Pháp Cú mình sẽ chép cho các vị là bài Pháp Cú thứ 175. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Đây là bài kinh Pháp Cú rất là hay. Mình đọc lại. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Các vị nhìn hình ảnh con thiên nga, rồi nhìn hình ảnh con quạ, các vị thấy cái sự khác biệt vô cùng. Con quạ nó bay, nó lượn lờ ở tầng thấp, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó luôn cắm mắt nó nhìn cái gì dưới đây vậy? Có xác con chuột chết nào là nó thấy ngay, nó không thấy cái gì khác ngoài xác chuột chết cả. Thế rồi các vị nhìn thiên nga nó bay múc ở trên trời xanh thăm thẳm, cách bay nó đã đẹp mà cái mục tiêu nó đến càng đẹp hơn. Nó đến đâu? Có khi nó bay 10.000 dặm, nó di trú từ miền Bắc lạnh lẽo đến miền Nam ấm nồng, tìm những đồng cỏ, tìm những mảng rừng, hoặc là tìm những nơi chốn nó có thể trú chân, dừng chân lại. Nó sống vài ba tháng, mục đích đã xa, cách bay đã đẹp. Thế rồi đối chiếu với con quạ, thưa các vị, nó bay là xà quanh quanh, liễn qua liễn lại, mắt của nó luôn giáo giác, nó nhìn cái gì dưới này mà hợp với nó thì nó cắm đầu xuống liền, bất kể sống và chết. Thì chúng ta hình dung, ta cũng thế thưa các vị, mục đích ta phải đặt ở những cái tầng cao. Chúng ta bay liễn gần gần với cuộc đời này, nhìn nơi nào có những cái ngũ dục phù hợp với thân tâm ta, nuôi dưỡng được đời sống này, thân tâm này thôi. Hạnh phúc chúng ta tìm thưa các vị, nó phù du là một, nó nhỏ nhoi là hai, nó ngắn vô cùng, chứ nó có nào hề là hạnh phúc lâu bền gì trong đời sống các vị đâu. Các vị có được chút tiền, có được niềm vui ngắn hay là dài? Rất ngắn. Các vị nhìn đỏ con mắt kiếm được một người vừa ý các vị cưới về hạnh phúc nó được bao lâu vậy? Một ngày thôi, không nhiều hơn. Tại vì trước khi cưới thì còn có sự hưng phấn vui, nhưng mà cưới về thì nào nợ nần, nào lo lắng, nào nhà, nào cửa. Và hai con người khổ đau gặp nhau thì nó chồng thêm, nó nhân lên bốn cái khổ đau chứ không phải hai khổ đau. Rồi trở thành nỗi chịu đựng về nhau nhiều hơn là hạnh phúc mang đến cho nhau. Chừng như đời người nó là như thế. Thế cho nên ta là những con quạ bay tầng thấp, nhìn những cái mục đích rất là gần, rất là gì? Rất là đời thường, rất là khổ đau để đáp xuống.
ta không thể nhìn tới phương trời xa rộng mênh mông kia, nhìn thấy niết bàn, tìm cái không sinh không diệt, chưa hề. Thế cho nên điều thứ nhất là, thưa các vị, hãy nhận diện mình coi là thiên nga hay là loài quả đen. Và từ cái điều này để học vô cái bài học của kẻ trí, thưa các vị. Kẻ trí thì có thể chiến thắng ma và ma quân và vượt thoát cái cõi tử sinh này. Còn nếu mà chúng ta cứ là con quạ bay liền ở trên cái vòng trời gần gũi, nhìn thấy những xác chuột, thế thì không có đời nào mà ta vượt thoát được ma và ma quân cả. Tại sao? Các vị nhìn có một ngày các vị có chiến thắng được ma và ma quân của các vị đâu. Cứ tràn ngập nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi khổ đau, nỗi ưu tư và phiền muộn. Cứ mỗi thứ cảm thọ nơi thân tâm các vị nó sinh khởi thì các vị chìm ngập trong đó. Cái lo nó vừa đến thì ta chìm ngập trong cái lo. Cái phiền muộn đến thì ta cũng chìm ngập trong nỗi phiền muộn. Bất an đến thì ta chìm ngập trong nỗi bất an. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn mình để thấy là chúng ta chưa muốn đi cái con đường như Đức Thế Tôn đã dạy là đừng sống theo cái vòng quay của luân hồi và hãy vượt thoát khổ đau đi. Chừng như mình đang muốn chìm ngập trong khổ đau nhiều hơn vượt thoát. Và đây là một cái bài học chừng như là nó gắn liền với đời sống mình. Tại sao nó gắn liền vậy? Mình đã được dạy cho từ bé là nỗi khổ đau nó làm cho bao nhiêu người quan tâm. Còn cái niềm vui và sự hạnh phúc á, chừng như là nó làm cho người ta một là ganh tị, hai là không ai quan tâm. Các vị hình dung con của các vị ở nhà thôi, mình chứng minh thôi. Khi mà nó ăn ngủ bình thường, nó chạy chơi bình thường, nó vui khỏe bình thường thì mình có bận tâm làm chi? Nó rất bình thường cái mà. Thế nhưng mà nó vấp ngã là một, nó sốt là hai, nó nhức đầu là ba, nó nằm dùi ra đó nó không buồn ăn thì các vị làm cái chi? Nó trở thành ông hoàng à. Mọi thứ nó cần các vị đều phải chăm sóc, lo lắng, ưu tư và thậm chí là không dám ngủ, thức cả đêm nhìn nhịp thở của con nữa, có phải vậy không? Thế cho nên nó học được cái bài học đó từ bé. Có nghĩa là gì? Ta cũng học cái bài học tự làm khổ mình từ bé. Cho nên mình cứ đọa đài, mình cứ tự làm khổ mình. Tại vì khổ nó tặng cho anh một cái bản ngã về con người của anh. Niềm vui nó làm tan biến bản ngã, nhưng mà nỗi khổ thì nó làm cho bản ngã người ta lớn dậy từng ngày. Ưu tư phiền muộn người ta rất chán, nhưng người ta không bỏ nó được là do vì nó làm cho anh có việc để làm. Tối thiểu thì tôi cũng có cái ưu tư trong tôi để tôi trìu mến nó. Tôi cũng có cái lo lắng trong tôi để tôi cảm thấy đời tôi bớt cô đơn. Mà nếu không có cái gì thì tôi cô đơn quá. Thế cho nên thưa các vị, mình luôn chạy ra khổ đau. Trong khi đó thì kẻ trí điều thứ nhất á, là hắn đã đi ngang qua cuộc đời, hắn đã trải nghiệm cho nên hắn rất chán. Vươn lên đến tầm cao của tri thức, người ta cảm thấy là những cái điều mà mình cực nhọc để đua đòi, để đầu tư cả năng lực thân và tâm, cuối cùng rồi nó đều phù du. Và những cái điều mình vô cùng trân quý có khi nó đều ở ngoài mình cả. Trân quý nó như nào là tình cảm gia đình, nào con cái và mọi thứ mình đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thế nhưng mà kết cục của một đời người, thưa các vị, các vị ra đi trong cõi mịt mùng một mình thăm thẳm thôi, không hề có một ai là người bạn đồng song với các vị. Người ta thức tỉnh được cái điều này, cho nên họ dành một phần năng lượng đời sống để lo cho họ. Đó được gọi là kẻ trí cạn nhất có một chút giác ngộ. Giác ngộ thứ hai, đó là mọi thứ niềm vui, mọi thứ hạnh phúc, nó đều mong manh, nó đều đến và đi rất vội vàng, chứ chưa có cái gì bền cả. Rồi giác ngộ thứ ba, anh có làm bao nhiêu thứ, anh có nhục nhằn bao nhiêu, thế thì hình hài anh cũng chìm vào cõi vô thường. Anh đi vô cõi mịt mùng không biết đi về đâu. Người thương của anh, dù thương anh mấy thì đứng nhỏ vài giọt nước mắt thôi, chứ không để theo anh tới chân trời mịt mùng kia được. Ví dụ như họ thương anh, họ tự giận một lượt với anh, họ cũng không theo anh được. Mỗi người chịu trách nhiệm về tâm thức của mình, về con đường đi luân hồi của chính mình. Thế cho nên kẻ trí giác ngộ được điều này thì họ làm cái chi? Họ ngay cuộc sống này họ rủ một lần thôi, những cái phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu muộn rất là nhẹ nhàng. Giận người ư? Ta đã từng giận, có lợi gì cho ta đâu. Nó làm cho trái tim ta bóp lại,
thù hận người ư? Ta chuốc lấy nỗi phiền muộn làm cháy nó gan ta chứ không ít gì cả. Đời sống nó vận hành rất là mong manh, cho nên người trí đi ngang qua những cái phiền giận bất an ưu tư sầu muộn rất dễ. Còn người không trí thì sao? Cái kẻ kia tôi đã thề với lòng là sống để bụng thác đem theo, cho nên tôi không tha thứ được. Tôi cứ ôn đi ôn lại về những điều nó phản bội đối với tôi, nó đã gây nhiều cay đắng giận hờn cho tôi, cho nên bây giờ tôi thề với lòng là tôi phải thù nó cho tới chết. Trong khi đó thì cái việc của người ta gây nó đã đi ngang qua 10 năm, 15 năm. Thế nhưng mà mình còn giữ nó trong lòng để mình làm cho lá gan mình nó nát vụn, để làm cho trái tim mình nó teo tóp lại. Thưa các vị, đối với người vô cùng cố chấp, vô cùng hẹp hòi, không thể xả bỏ được những cái ưu tư phiền muộn, thì người đó chưa phải vươn lên đến tầm cao để tu học được là như vậy. Họ chưa có đủ trí tuệ để thương họ thì làm sao họ có thể tu được, thưa các vị. Thế cho nên cái điều đầu tiên chiến thắng được ma hay là quân ma, phiền não của các vị, ưu tư sầu muộn của các vị, phải là người có trí là như thế. Chỉ có người có trí thì mới vượt thoát được, chấm dứt được, loại trừ được, rũ bỏ được những cái phiền muộn bất an của lòng họ thôi. Rồi cái điều cuối cùng, vượt thoát luân hồi. Thưa các vị, nó chỉ xảy ra trong ngay hiện đời của các vị, ngay thân tâm của các vị. Và điều này rất là thực tiễn thôi. Các vị nhìn thấy là lòng mình mà nó còn quay cuồng trong thân này là ta, nhà cửa là ta, của cải là ta, tình cảm chung quanh là ta không thể rời bỏ được, thì người đó chắc chắn còn quay một vòng trong cõi tử sinh. Người đó thấy là suy nghĩ là ta, vui buồn là ta, ưu tư phiền muộn tất cả cái ấy là ta, thì chắc chắn là họ nghĩ rằng họ là cái linh hồn. Họ sẽ rời hình hài này rồi họ trở lại trong một cái hình hài như thế. Thế thì người đó không chấm dứt được con đường lang thang vô định. Còn nếu họ có một chút năng lực trí tuệ thì họ nhận diện ra một điều, đó là thân là của ta, vui buồn là của ta, suy nghĩ bồng bềnh đến và đi là của ta chứ không phải là tự thân của ta. Nó đều là đối tượng để cho ta nhận biết chứ không phải là ta. Ta là cái chi? Ta là cái năng lực nhận biết tỉnh tại, không nói thầm thì cả. Nó là cái năng lực sáng tỏ, tỉnh tại hiện tiền nhận biết. Cái đó, thưa các vị, nó cắt đứt được phiền não bất an của các vị, cắt đứt được cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị, nó đưa các vị an trú được trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng, thì người đó thành đạt được cái con đường chấm dứt tử sinh thôi. Và cái điều này nó không có gì khó hiểu, và nó không phải là cái gì ở bên ngoài các vị. Năng lực nhận biết là cái của các vị. Các vị hình dung coi, cái gì cũng đến và đi, sinh và diệt, nhưng mà cái nhận biết thì chưa hề đến đi sinh diệt. Vui buồn thì đến và đi, suy nghĩ thì bồng bềnh đến và đi. Nhưng mà những lúc các vị không vui buồn, những lúc các vị không suy nghĩ, các vị sống hay là các vị chết vậy? Ta vẫn sống bình thường, mà ta còn linh hoạt hơn. Cái khả năng nhận biết của chúng ta nó còn bén nhạy, trực tiếp hơn, mẫn cảm hơn. Trực giác của chúng ta nhạy hơn cái lúc ta suy nghĩ viễn vông. Thế thì cái năng lực tự thân của các vị, cái nhận biết vốn là cái tam vật chói sáng của các vị, các vị sử dụng nó 24 giờ trong một ngày, chưa hề thiếu vắng. Và người trí mới nhận ra được chỗ này để tu tập. Còn nếu mình cứ thả trôi đời sống mình, thứ nhất là ỷ lại, thứ hai sống bằng cảm tính, chưa hề hoạt năng lượng lại để nhận biết về tự thân của mình, thì thưa các vị, cái con đường này không thể thăm dò vô dễ dàng đâu. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ để các vị thấy là chỉ có kẻ trí mới tắt được dòng chảy luân hồi. Còn nếu mình không có trí á, thì có thể tắt được bằng cái con đường đi lanh quanh rất là xa. Tất nhiên có nhiều con đường dẫn ta vô, mà chưa hề có con đường nào ngắn nhất bằng con đường tuệ giác đi vô đạo Phật cả. Con đường bố thí, cúng dường, làm từ thiện và con đường của niềm tin vân vân cũng dẫn các vị đi vô chỗ tột cùng của đạo. Thế nhưng mà đi rất xa, rất lâu. Chỉ có con đường năng lực trí tuệ mới dẫn các vị đột nhập trực tiếp vào kho tàng của Như Lai, kho tàng tâm Phật bất động của các vị. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như cái buồn của các vị
Nếu các vị chữa trị nó bằng một phương pháp vòng quanh thì sao? Nhờ phương tiện bên ngoài để chữa trị, tới bác sĩ tâm lý trị liệu ngồi khai với nó, rồi nó giải thích, rồi nó moi hết hồ sơ quá khứ của các vị, lịch sử của các vị ra, rồi nó giải thích thế này, thế nọ, thế kia. Và cái quan trọng đó là thời gian nó kéo rất là dài để cho cái buồn của các vị nó dịu xuống. Đó là phương pháp chữa trị vòng quanh đó. Rồi phương pháp chữa trị vòng quanh của mấy ông thầy lang thì bài rằng khi buồn tới, khi giận tới thì uống nước đi, cái nó dịu. Cái phương pháp nó cũng là loại phương pháp của mấy ông thầy lang. Uống nó no bụng mà buồn nó vẫn cứ buồn, giận nó vẫn cứ giận. Nhưng mà phương pháp Đức Phật thì thưa các vị, trực tiếp. Thế nào là trực tiếp? Anh hãy thử hỏi coi, buồn là gì, giận là gì? Anh hòa cái sự chẳng biết anh. Hay gì nhìn ra ngoài, anh thử nhìn vào bên trong coi. Buồn ơi, mi ở đâu vậy? Giận ơi, mi ở đâu vậy? Và khi các vị hỏi được câu hỏi này thì giận là đối tượng để các vị nhìn. Nếu nó còn ở đó, buồn là đối tượng để các vị nhìn. Nếu nó đủ gan nó còn ở đó. Nhưng mà thông thường chúng ta chỉ cần hỏi một câu như thế thì không hề có bố mẹ nào của cái giận mà nó còn, chứ đừng nói cái giận. Nó là như vậy thưa các vị. Không hề có bố mẹ nào của cái buồn nó còn ở lại để các vị nhìn đâu. Tại vì nó là một dạng cảm thọ đến đi sinh diệt bồng bềnh không thực có. Trong khi cái nhìn của các vị là cái thực có. Các vị chỉ cần nhìn giận của tôi đâu, buồn của tôi đâu. Các vị nhìn ngược vào bên trong thì giận liền biến mất, buồn liền biến mất. Mà nếu nó còn á, thì nó là cái đối tượng bị nhìn. Các vị là cái nhìn. Cái nhìn thì nó dính việc với cái đối tượng buồn chứ. Tôi nhìn bình hoa này, tôi nói Phước Tịnh là bình hoa được ư? Không. Bình hoa là đối tượng bị thầy Phước Tịnh thấy. Tôi nhìn các Phật tử, tôi nói các Phật tử là Phước Tịnh được ư? Các Phật tử là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Tôi là người nhìn. Thì quay ngược bên trong, buồn của tôi, giận của tôi, tôi nhìn được nó thì nó không phải là tôi. Cho nên tôi không buồn. Tôi là cái nhận biết buồn đang có mặt, đang đến, đang đi, chứ không hề. Thế thì có con đường nào trực tiếp hơn để loại trừ phiền não không? Không hề. Pháp môn Đức Phật dạy vô cùng thực tiễn thưa các vị. Trị liệu buồn giận các vị rất dễ dàng, mà có điều chúng ta không chịu làm đó thôi. Thế thì cái câu xác định cuối cùng là chỉ có năng lực trí tuệ là con đường ngắn nhất để các vị loại trừ phiền não, dẹp bỏ bốn ma, ma phiền não, ma tử sinh, vân vân, thành đạt được chánh trí hiện tiền, chứng nghiệm được tuệ giác. Hay nói một cách khác là cái con đường Phật đạo, chứng nghiệm được tâm Phật bất sinh, chỉ đi vào ngõ trí tuệ là ngắn nhất, trực tiếp nhất. Cái các vị có sẵn ngay nơi thân tâm này, không có con đường khác. Và cuối cùng chúng ta có một cái câu kết luận ở đây. Tu là cái niềm đam mê của mọi người chúng ta, từ già cho tới trẻ. Thế nhưng mà thưa các vị, đôi khi mình tự hỏi lại cái mình tu, mình đang chọn con đường gì để đi đây? Con đường lanh quanh hay là con đường cắt đứt phiền não, chấm dứt tử sinh? Hãy nhìn lòng mình để thấy. Không cần hỏi ai, không cần có một thầy tướng nào coi các vị cả. Các vị hãy nhìn các vị thấy rằng cứ mỗi cái buồn giận nó sinh ra trong các vị thì các vị liền đồng nhất mình để nổi chìm trong buồn giận. Thì hứa hẹn là ta đang đi cái con đường lanh quanh trong ba cõi. Khi nào sự suy nghĩ nó tràn lên trong các vị mà các vị đồng nhất các vị vào sự suy nghĩ thì các vị hứa hẹn rằng ta còn theo nghiệp đi vào cõi luân hồi. Thế thì cái điều gì chấm dứt được? Thưa các vị, chỉ cần các vị an trú trong tâm Phật bất động để nhìn buồn đến và đi, sinh và diệt trong tôi. Nhưng tôi là cái người thấy buồn đang đến đang đi. Suy nghĩ là cái đang đến đang đi trong tôi. Tôi là người đang thấy suy nghĩ đang bồng bềnh trong tôi. Thì các vị hứa hẹn cắt đứt con đường luân hồi trong ba cõi. Cắt đứt phiền não bất an hiện tiền chứ không cần xa xôi gì cả. Đó là điều kết luận của chúng ta ở đây. Và thưa đại chúng, là trước khi hồi hướng là tôi nhắc lại, các vị đợi tôi hai câu pháp cú ạ. Các vị phải học thuộc lòng hai câu pháp cú và hãy sống thế nào cho giống như con thiên nga bay đẹp trên bầu trời. 2 phút thôi, nhiều rồi đó. 1 phút thôi. Con
Thưa các vị, là cái điều này nó rất là tự nhiên của tâm thức chúng sinh. Chúng ta vẫn chưa muốn đi vào con đường giải thoát mà vẫn muốn đi lăn quanh. Lúc trẻ thì các vị yêu mến người hôn phối của các vị, thế nhưng mà sống với nhau 50-70 năm, bây giờ chán gần chết rồi, cho nên bỏ qua bên. Bây giờ có cái món bám víu khác, đó là cháu nội của ta, cháu ngoại của ta. Và thông thường chừng như là tâm thức của các bà cụ hay ông cụ đều thương cháu nội hơn thương bà nội đó. Và cái điều này rõ ràng thôi. Và các vị mỗi lần khởi cái lòng thương yêu cháu và bất an thì muộn gì đó, thì các vị nên nhủ với lòng rằng ta đang chọn con đường luân hồi đây. Ta muốn đi lanh quanh ba cõi sáu đường đây. Ta chưa muốn chấm dứt cõi tử sinh đây. Thưa các vị không cần đọc trong kinh văn mênh mông của Thế Tôn, các vị đọc truyện cổ Phật giáo thôi thì các vị kinh sợ. Và cái chuyện này không phải truyện cổ Phật giáo mà dựng khống khứ, mà căn cứ vô trong văn học A Hàm và Tiểu Bộ Kinh. Có một câu chuyện là Thế Tôn một hôm đi ngang một gia đình kia, thấy đám cưới khởi ra, Thế Tôn cười. Và thế rồi chư tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì Thế Tôn cười? Thế Tôn nói nếu không có nhân duyên ta không cười, thế nhưng mà hãy đợi thuận thời Thế Tôn nói cho nghe. Thế rồi Thế Tôn về lại tinh xá, chư tỳ kheo hỏi bạch Thế Tôn chuyện gì ngài cười, xin ngài giải thích. Thế Tôn nói các ông có biết không, cái người sắp cưới vợ đó, họ đâu biết rằng cái cô dâu mà họ sẽ cưới đó vốn là bà nội của họ trước kia. Do vì bà rất là thương cháu cho nên bà chết rồi bà không muốn bỏ, bà trở lại. Và ái nghiệp nó triền miên quanh một vòng, các vị có biết không? Nghiệp ái mà không bỏ thì thưa các vị, ta lăn lộn nó cõi luân hồi này, ta gặp lại có khi người hôn phối của ta là gì trong kiếp trước không lường được đâu. Và qua một giấc ngủ mọi thứ ta đều quên, thì cũng thế qua một kiếp luân hồi mọi thứ trong quá khứ ta đều quên. Cho nên Bồ Tát hay là các vị thánh A-la-hán kinh sợ cái chuyện hôn phối giữa nhân gian, là do vì các ngài nhìn suốt nghiệp quá khứ, thấy người này đã từng mẹ của ta, bà nội của ta, cho nên không kết hôn với bất cứ ai, sống cuộc đời trong sáng là như thế. Cho nên các vị thấy lòng mình mà nó còn trĩu nặng đối với cháu các vị thì các vị nên kinh sợ con đường luân hồi mình chưa dám cắt đó. Hãy sợ đi là vừa, đừng có nghĩ là bà nội phải cần như thế. Thưa không phải đâu, nghiệp ái nó dẫn các vị đi quanh quanh trong ba cõi, rồi các vị không lường được đâu. Có khi người hôn phu của mình, có khi ổng vì thương cháu cho nên ổng trở lại, ổng có thể xin vào làm cháu nội của mình cũng không chừng. Chúng ta không lường được, chưa đủ thiên nhãn cho nên chưa thấy suốt nghiệp quả ba thời chúng sinh trong hành tinh này. Chỉ có các bậc thánh thôi, các ngài mới thấy suốt nhân quả của ba thời, cho nên các ngài rất là kinh sợ. Đó là đôi điều mình giải thích để cho các vị sợ đi là vừa. Chắc mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.